Xin chào các bạn. Sơn vừa về một số lượng cũng hơi nhiều cái đuôi đèn hậu xe MXH125 các bạn nha. Đó, Honda ha. Đó, khi mình mở đèn, mình mở phá lên thì đèn nó sáng như thế này nè các bạn. Đó. Nè, đó, khi mở phá lên là đèn sáng thế này nha. Giờ mình tắt khóa ha, tắt khóa. Đó, tắt khóa nha các bạn. Đó, tắt khóa mà khi mở phá lên. Đó. Mở lên nè các bạn. Đó. Rồi, giờ mình bóp thắng nè các bạn. Bóp thắng ha. Bóp thắng sáng hơn. Thì cái đuôi này nó có lợi cho mình và nó đẹp nha các bạn. Khi mà kết hợp xi nhan, kết hợp xi nhan vào trong đèn hậu luôn các bạn nha. Rất là tiện lợi. Xi nhan này các bạn. Đó, xi nhan này các bạn ha. Rất là tốt ha. MXH125 nha các bạn nha. Rất là đẹp luôn, rất là ngầu luôn, gắn vào xe rất là ngầu luôn các bạn ha. Đó, xe rất ngầu luôn. Đó, nhan này các bạn nha. Đó. Cái này những anh em đi mà tí chắc mê lắm đây. Rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Bóp thắng này các bạn. Đó, bóp thắng sáng hơn ha. Đó, rất là nhiều luôn. Hàng bên mình nhập hơi rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn nào làm liên hệ cửa hàng mình ha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú nha. Số điện thoại mình là 0963574901 ạ. Sơn xin cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Cảm ơn rất là nhiều nha. Đó, các bạn rất là tốt ha. Ưu tiên nè các bạn. Đây là ưu tiên nè, chế độ ưu tiên luôn các bạn nha. Dạ, ưu tiên nè các bạn. Bóng đèn này nó bị cháy bóng đèn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video.